Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đã 3 ngày kể từ khi đối tượng sát hại nữ nhân viên quán cà phê rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Lần theo dấu vết camera xác định nghi phạm có khả năng cao đang lẩn trốn ở Long An. Tuy nhiên đến nay vẫn bặt vô âm tín. Lực lượng công an phải dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh cánh rừng rộng hơn 3 hectare ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để kêu gọi hung thủ ra đầu thú. Công an kêu gọi nghi phạm sát hại người cướp của ở thành phố Hồ Chí Minh ra đầu thú. Khuya ngày 8 tháng 1, các lực lượng chức năng đang túc trực phối hợp để truy bắt hung thủ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6 tháng 1 rồi bỏ trốn tại Long An. Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn. Khoảng 50 đến 100 mét dọc theo con lộ được bố trí một nhóm từ 3 đến 5 cảnh sát túc trực. Phía bên trong khu vực cánh rừng rộng hơn 3 hectare, nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn, có khoảng 20 chiến sĩ cầm gậy, cây, đèn pin đi vào để truy tìm kẻ này. Ngoài ra, họ còn dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh rừng để kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng đã huy động một số xe quốc đến, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm. Bên cạnh đó, cán bộ ấp 7 xã Lương Hòa cũng thông tin trên loa phát thanh kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng. Trước khi hung thủ đến lẩn trốn tại khu vực mình sinh sống, ông Dũng, sinh năm 1960, ngụ tại xã Lương Hòa cho hay, quanh ngôi nhà của ông trước đây có 2 camera, nhưng khi sự việc xảy ra, ông phải gọi người đến lắp thêm 1 camera nữa để đề phòng. Ông Dũng nói, mình lớn tuổi rồi, phải lo lắng đến vấn đề an ninh của gia đình. Lỡ như hung thủ làm điều gì đó không hay với gia đình thì sao? Theo ông Dũng, những ngày này, các gia đình sống quanh khu vực này phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Trời chập tối là đóng cửa và có bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều bật hết lên. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang gắt gao truy tìm hung thủ. Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk, đồng thời là quán cà phê, giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện thấy chị NTHP, nhân viên quán cà phê trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin nghi phạm sát hại người, cướp của, lái xe máy chạy từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đi theo đường tỉnh 830, chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn, nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng, toàn cỏ cây dại mọc um tùm. Người dân kể lại khoảnh khắc phát hiện kẻ sát hại nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn ở Long An. Hơn 24 giờ sau khi người dân phát hiện nghi phạm giống kẻ sát hại người ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ đoạt mạng nữ nhân viên quán cà phê. Đến thời điểm này, đã có hàng trăm cảnh sát của công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An đang chốt chặn, bao vây khu vực đất bừng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh dù khá nhỏ hẹp. Một người dân ở xã Lương Hòa nói, khu vực này đất rộng hàng trăm hecta, chủ yếu đang trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Do nằm xa dân cư, việc ra làm vườn của nông dân hầu hết là đi bộ vì không có lộ giao thông nông thôn. Đặc điểm vùng đất này là kênh rạch chằng chịt, có thể băng qua địa phận xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng chạy trốn, ẩn nấp trong khu vực này, nhiều lực lượng của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng bao vây, các lối ra vào đều có chốt chặn kiểm soát. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải chạy bộ, cảnh sát cơ động dắt theo chó nghiệp vụ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết đối tượng tình nghi. Mặc gai chanh cỏ dại đâm xước vào quân phục cùng nắng gắt, các chiến sĩ cảnh sát không hề chùn bước. Tuy nhiên do khu vực rất rộng lớn, cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Một số lực lượng tham gia xuyên suốt từ chiều ngày 6 tháng 1 tranh thủ vào nhà dân ăn cơm và nằm nghỉ ngơi dưới nền gạch hoặc giang võng dưới tán dừa tranh thủ chợp mắt. Không để chống thời gian, Công an tỉnh Long An cho biết đã có quyết định tiếp tục chi viện thêm quân cảnh sát cơ động. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn giáp danh, đồng thời sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Một cảnh sát tham gia truy bắt chia sẻ,
Khu đất này rộng vài trăm hecta, ban ngày truy bắt chưa được, về đêm càng gặp nhiều khó khăn. Quyết tâm về lần ra dấu vết hung thủ càng sớm càng tốt. Một người dân ở gần đó cho biết, cả ngày hôm qua, thấy các anh công an rất vất vả, truy lùng nghi phạm cả đêm ngày trong khu vực tối đen rậm rạp, muỗi thì nhiều. Có nhiều chiến sĩ công an, tôi thấy ăn uống tạm rồi tiếp tục công việc. Sự việc công an truy bắt nghi phạm sát hại người cũng thu hút sự chú ý của người dân. Vì vậy, người dân trong khu vực cũng rất quan tâm đến trường hợp khả nghi để báo cho cơ quan chức năng. Trước đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la ó bên trong một quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy của nạn nhân với tốc độ nhanh. Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra, phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc, 22 tuổi, nhân viên quán bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Phúc đã tử vong. Nghi phạm điều khiển xe chạy từ Hóc Môn về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Đến chiều ngày 6 tháng 1, người dân phát hiện một người đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn, dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh 830 để mua nước uống và thức ăn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện Hóc Môn, TP.HCM mà báo chí thông tin nên người dân mở camera xem lại thì gương mặt khá giống hình dạng kẻ thủ ác nên báo công an. Một trường hợp khác là anh NTH, 38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa khẳng định. Biết được thông tin đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng chạy sang huyện Đức Hòa, anh cũng mở camera ở nhà kiểm tra thì phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. Dù không chắc chắn 100%, nhưng anh tin người trong hình đúng là thanh niên mà công an muốn tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an truy đuổi bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm bỏ xe máy lại bên đường rồi chạy xuống một khu đất rộng, toàn cây dại mọc um tùm. Trong đêm 6, suốt ngày 7 tháng 1, lực lượng công an TP.HCM và công an Long An huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm sát hại người đang lẩn trốn. Người dân sinh sống quanh khu vực được đề nghị cảnh giác và khi phát hiện khả nghi thì cần báo ngay cho cơ quan công an. Kẻ sát hại người cướp của tại Hóc Môn đang lẩn trốn ở Long An như tuấn khỉ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án này, người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết, việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng, rừng nhiều, dân thưa như vụ án tuấn khỉ ở Củ Chi từng lẩn trốn, nên mọi người cần cẩn thận đề phòng vì rất nguy hiểm. Anh NTH, 38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa cho biết, gia đình tôi và mọi người xung quanh đây đang cảnh giác khi nhận được thông tin kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn ở khu vực này. Có lo sợ, nhưng cẩn thận thì là tốt nhất. Tôi thấy kẻ sát hại người này đang lẩn trốn như vụ án tuấn khỉ ở Củ Chi, nên nói với người nhà cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm. Được biết, Tuấn Khỉ chính là đối tượng đã xả súng khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương vào chiều mùng 5 Tết Canh Tý. Theo nội dung vụ án, khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2020, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đến sới bạc thuộc khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong lúc đánh bạc, Tuấn thua hết tiền nên gọi điện thoại cho em bà con là Lê Quốc Minh, kêu qua nhà mẹ Tuấn lấy 100 triệu đồng mang đến sới bạc cho Tuấn. Lúc này, giữa Tuấn và những người tham gia đánh bạc xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn ra lấy xe máy chạy về nhà. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn lấy một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn để sới bạc bắn vào những người đang đánh bạc, làm Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng chết và Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang bị thương. Sau đó, Tuấn cướp xe SH của Lê Tấn Long và cướp 802 triệu đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng rồi rời khỏi hiện trường, đến nhà Tý Bà Giòm đưa số tiền cướp được cho Tý, bảo Tý đưa lại cho vợ Tuấn. Trên đường bỏ trốn, Tuấn khống chế vợ chồng anh Trần Ngọc Biển, ngụ Củ Chi, cướp xe Novo. Tại đây, Tuấn bỏ lại chiếc xe SH và 11 triệu đồng vừa cướp trước đó, rồi dùng xe Novo đi đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì quăng xe Novo xuống rạch Láng The. Đến 0 giờ 10 phút ngày 30 tháng 1 năm 2020, anh Lê Văn Hiếu lái ô tô chở anh Lê Thanh Tùng đi trên tỉnh lộ 15, hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy. Khi đi qua cầu bến này, anh Hiếu phát hiện chướng ngại vật nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn cầm súng AK báng xếp đi từ trong bụi cây ra chặn xe và bắn thẳng vào ô tô của anh Hiếu, khiến hai người trên xe bị mảnh vỡ kính văng vào người.
5 phút sau, Tuấn tiếp tục bắn anh Vũ Chí Tâm tử vong, cướp một xe quay rồi tẩu thoát đến kênh đường đò, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Tuấn ném xe xuống kênh và bơi sang nhà Võ Hồng Tâm lẩn trốn. Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh, em họ Tuấn. Cả ba bàn bạc để giấu tung tích của Tuấn. Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, Tâm giao nhà cho Tuấn để về Đồng Nai ở, còn Thanh về nhà cô ruột ở xã Phú Hòa. Sau đó Thanh gọi cho Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân, chị ruột của Thanh, kể về chuyện đã gặp Tuấn và tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn. Ngày 9 tháng 2, Thanh liên hệ với Đặng Trung Ngọc nhờ Ngọc chở Tuấn đi Vũng Tàu trốn, nhưng khi Ngọc đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú thì xe bị hỏng. Hôm sau, Ngọc đang ở nhà thì Thanh gọi điện hỏi đi taxi xuống Vũng Tàu. Ngọc ra giá 2 triệu đồng với điều kiện Thanh phải cùng đi và Tuấn phải tháo rời các bộ phận xuống AK. Tuy nhiên lúc này Thanh không liên lạc được với Tuấn nên nói Ngọc có thể đi vào sáng nay, ngày mai hoặc sáng mốt được không? Thì Ngọc trả lời được nhưng phải ôm xe 3 ngày với tiền cước 6 triệu. Thanh đồng ý nhưng chưa thể liên lạc được với Tuấn nên chưa chắc lúc nào đi. Thấy không chắc chắn nên Ngọc không nhận chở Tuấn nữa. Đến tối 13, rạng sáng 14 tháng 2, Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng nên bị bắn tử vong tại nhà Võ Hồng Tâm. Theo kết luận điều tra, hành vi của Tuấn Khỉ đã cấu thành tội sát hại người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã mất nên cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra đối với Tuấn. Các đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Vâng thưa quý vị, hiện hàng trăm cảnh sát vẫn đang giáo giết khoanh vùng truy lùng đối tượng sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn. Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.